Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hôm nay thì lại tiếp tục là một video thử thách nhá. Thử thách ngày hôm nay đến từ một bạn có tên là Lèo Quang Hảo. Thử thách anh chỉ dùng MP40 cơ khí và AK rồng lửa đi ạ. Hai cái sở kiến súng mà từng náo loạn một thời. Nhớ lại cái thời mà cái cây AK rồng lửa nó còn hoàng kim á. Phải nói là cái thời đấy chỉ có mỗi cây súng đấy là mạnh nhất thôi. Và cũng là một cái cây súng mà phải gọi là hút máu nhất từ trước tới nay luôn. Nếu như mà mình nhớ không nhầm thì hình như là mình mất khoảng tầm hơn 5k kim cương để mà quay ra cây AK rồng lửa. Còn có những bạn thì mười mấy k kim cương vẫn chưa ra. Nhưng mà do là cái thời đấy nó còn mạnh ấy, đâm ra là nhiều bạn săn, bạn nào cũng muốn sở hữu. Đâm ra là càng quay thì nó lại càng khó ra. Cái thời đấy AK nó còn mạnh nữa chứ. Vừa súng mạnh xong rồi lại còn skin mạnh nữa. Ai mà cầm AK rồng lửa là đi trên map là gần như là không phải sợ ai luôn. Anh chàng này tính làm gì? Ủa? À! Này thì biến ra người trước này. Trong mọi trường hợp nếu như mà hai ngộ không gặp nhau ấy, đứa nào mà biến ra người trước thì đứa ấy thiệt. Vậy thôi anh em ạ. Rồi, một kill rồi. Mình đang cầm cây MP40 cơ khí nhá. AK rồng lửa thì mình nãy giờ vẫn chưa kiếm được. Cái cây AK rồng lửa nó chỉ yếu đi khi mà bắt đầu có những cái skin súng nâng cấp ra đời. Thì người ta ít chuộng lại skin điện thoại. Người ta chuộng skin nâng cấp hơn. Bởi vì là skin nâng cấp nó không chỉ đơn giản là có cái chỉ số cơ bản đâu, mà nó còn có chỉ số ẩn nữa. Tức là bình thường ấy chỉ có tăng 2 loại và giảm 1 loại đúng không? Nhưng mà đằng này nó lại thêm một cái chỉ số ẩn nữa. Đâm ra là người ta chuyển hết sang dùng skin súng nâng cấp luôn. Với lại skin súng nâng cấp mua cũng rẻ nữa anh em. Thường thường thì skin súng nâng cấp ấy nó sẽ được luôn luôn cho vào vòng quay bay màu. Và quay được ấy thì chỉ mất khoảng tầm 1.700 kim cương thôi. Hoặc cùng lắm là lên 2.000 mốt thôi. Xong rồi mua nâng lên level 4. Nâng lên level 4 thì chắc là mình nghĩ tốn khoảng tầm 3-4.000 kim cương gì đó là có một cây súng cực xịn rồi. Không cần phải nâng cấp lên max level đâu. Chỉ cần tới level 4 là được rồi. Tại vì tới level 4 là kích hoạt được gần như là tất cả các chỉ số thôi mà. Lên cao thì nó chỉ có đẹp hơn, với lại nó có nhiều hiệu ứng hơn thôi. Chứ còn nó cũng không khác gì level 4, level 5 mấy đâu. Có một thằng nhìn này, chưa biết mình thì mình xin cái đầu moi à. Bạn này chắc là chưa hiểu chuyện gì thì đã bay màu rồi. Chia buồn cùng bạn nhá. Chạy mà không để ý là dở rồi. Còn ai ở đây không ta? Có sát kìa. Bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra mình. Đây rồi, cơ hội của mình đây rồi. Bình tĩnh bạn ơi, từ từ bạn ơi. Đặt keo ngồi luôn, ghê chưa? Ghê quá. Đặt keo ngồi này. Ây à, căng ấy nhờ. Đặt keo có vẻ nhanh đấy. Xử lý có vẻ mượt đấy. Nhưng mà để coi. Nào, ra đây bạn ơi. Ôi dồi ôi, chạy kìa. Đâu cần phải biến ngộ không đâu bạn. Ok, bay đầu. Lượn với chúng tôi à. Mình xin nhá. Tìm cây AK nãy giờ vẫn chưa có. Có vẻ như là khá là căng đấy. AK mấy bạn này các bạn ấy thấy các bạn ấy lụm hết rồi. Đâm ra là mình tìm nãy giờ vẫn chưa thấy đâu. Hy vọng là từ đấy cuối trận sẽ được bắn vài viên AK. Chứ cầm mỗi cây MP thế này là mình thấy nó cũng không có ổn tí nào đâu. Trên này cũng có hình như là súng ở trên này nữa. Để xem được AK không. Rồi, MAG à. Mình cần AK cơ. Ui, MP5. AK. Tốn không biết bao nhiêu xu vào cái dương mà không ra AK. Nhà vô. Báo vào đây.
chúng tôi à? Bạn chạy đi đâu? Cả kia mình xong lại tính chạy hả? Tặng bạn trái liệu mà chạy nhá. Xong luôn rồi anh em ơi. Quá cao. Không có AK luôn. Tiếc thế nhở. Trên đồi có người. Đây là cơ hội để mình bắn cây AK này anh em ơi. Đâu rồi? À kìa, thấy đi xe rồi. Có người bên trong nữa kìa. Trời ơi, các bạn đi xe bãi tông gần hết luôn anh em. Tông ghê thế. Nên cho bạn là nãy giờ mình cover cho bạn cũng khá nhiều nhá. Chạy làm gì bạn ơi. Rồi dính. À tính chuồn à. Bạn tính chuồn đi đâu? Ôi dồi ôi, bom keo tròn à. Đây tặng bạn nhá. Quà đấy. Cái này nữa đây này. Cái này mới là quan trọng đây nè. Hay thế nhở. Đáng bắn anh chàng ở trong bông keo thì tự dưng có như là bên ngoài cover. Từ từ bạn ơi, cho mình giải quyết nốt đã. Ủa, chúng kìa. Có người tới, có người tới. Yếu. Rồi xong, yếu nữa nha. Chạy đi đâu, chạy đâu. Chạy đi đâu. Chạy ra. Ê, ê, ê. Đúng là trời. Đông quá trời. Đúng là mấy cái bò cuối này cứ hở ra giao tranh một cái là dễ bị kẹp thịt như chơi. Có cái thanh niên này thôi mà nãy giờ mình còn chưa làm gọi được. Không biết là chạy đâu mất tiêu. À đây đây. Ui. AG này. Ok, xong rồi. Mà cái thanh niên ấy hơi nhập anh em ạ. Nhưng không sao, xong rồi. Chúng ta còn 5 người nữa thôi. Nào, bạn nào. Nãy bạn nào bắn mình. Thằng đá đúng không? Tới luôn. Phù máu luôn. Trời trời. Cái xác tưởng ngon lắm ai dè đặt hai trái keo ra phí luôn hai trái keo. Bình tĩnh nào bạn. Bắn về đét à? Giá thế. Bên kia có người nữa kìa. Chạy bo đi bạn ơi. Úi. Hình như là cái bạn ở tảng đá bị cái bạn bên kia bắn chết rồi sao ấy. Thôi. Các bạn bắn nhau thì kệ các bạn ấy thôi. Mình tìm đường vào bo đã. Ấy. Hiểu nha. Không thèm chạy bo mà ra bắn mình luôn mới ảo chứ. Hay thật. Thế gọng kìm rồi. Ok. Giờ là chờ thôi. Chờ xem là bo nó vào đâu. Đấy. Đục được trái keo này cứ đục với anh em ạ. Giảm thiểu tối đa lượng bông keo bãi đang có. Ôi dồi ôi, bị bắn luôn kìa. Rồi, bây giờ thì tới lượt mình giải quyết bạn đây. Cứ nấp đi, bơm máu thả ga đi. Mình tới bây giờ đây này. Ê. Rồi thế. Thế liệu chưa? Liệu đây này bạn ơi. Ôi dồi ôi, nhảy ra kìa, nhảy ra kìa. Bơm máu lên. Đúng rồi, bơm máu đi. Shotgun này thì shotgun này. Ok. Xong rồi anh em. Như vậy là thử thách ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hoàn thành nhá. Nếu như mà anh em mà có bất kỳ thử thách gì mà muốn mình làm thì cứ comment mình nhận bên dưới nha. Cảm ơn anh em đã xem video và chúc anh em có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Bye bye.